Nè, trước hết là tôi gửi cho bà Sáu Bào ha, bà nên nhớ rằng ha, cái lúc bà lên mã mà dọn dẹp cái mã để cho cái chú làm nhà cho chú nằm xuống ha. Bà lấy hai lon bia bà đổ vô cái mộ của chú, thành chú hiện lên hình của chú, mà hiện lên hình dẫn con lon đi nữa, là chú không đồng ý cô là bà Sáu Bào là làm cái hành động mà dơ dáy như vậy, thấy không? Mà ngày giờ này á, dành tài sản của con người ta, thấy không? Tôi nói cho bà nghe nè, chú Năm là có cha ruột của con lon, thấy không? Nhà thì nhà là nhà của chú Năm tạo ra, chú Năm mồ hôi nước mắt chú Năm tạo ra, đâu phải là nhà từ đường của ba mẹ của bà đâu. Chừng nào mà nhà từ đường của ba mẹ của bà đó rồi bà mới là giành được, mới là chia được. Còn này là nhà này là chú Năm tạo ra, mà chú Năm mất thì con lon nó hưởng, chứ đâu có phải là chú Năm cái nhà từ đường nè, cái nhà này là cái nhà năm số năm đoàn thị điểm này nè, thấy không? Chú Năm chết thì con lon nó hưởng. Bà là em bà làm gì mà bà làm gì mà bà mà không có lực pháp nào mà là em mà cha mà cha của người ta chết mà để lại cho con người ta, chứ không có em mà vô giành tài sản được, không có lực lệ nào mà em cháu mà vô làm tài sản được hết trơn đó. Còn cái vụ BH bà ra tới Hà Nội bà mà thưa kiện rồi bà đút đơn vô sợ bị người ta bị ở trên chảnh, bị ở trên bên ở bên đó người ta đuổi bà về. Trời, 89 triệu nè, rồi tiền này tiền kia cả đóng luôn á. Bà, tôi nói thiệt bà sắp vô Chí Hòa rồi, thấy không? Bà gắng tu lại đi đặng mà có để có đức sau này, chứ không thôi là mai mốt mà ra tòa xử á, ra tòa xử lần cuối này á là bà thua á, bà với con Phượng thua á, là bà phải trả hết cái tiền BH nè, rồi phải trả cái tiền mà cúng điếu, tiền mà cái gì lúc mà chú Năm chết á, con Phượng nó nói là cái gì con Lon á là kêu họp báo lại, nó con Lon là con nuôi con này con kia. Trời ơi, tôi nói thiệt, không phải nói chứ, trời, nó nhục nhã gì đâu á, gặp tôi rất là nhục lắm luôn á, nhục thiệt là nhục luôn á. Con người mà tham gian tàn ác vô nhân đạo, không có nghĩ chút tình. Tôi nói thiệt bà, tôi không biết thiệt bà với bà ông Bảy Báo không biết phải là chị cô ruột không, cô ruột của con Lon không á. Nếu mà cô ruột á thì thấy người ta không có thương, thì thấy nghĩ chút tình, nó đâu có đâu mà tàn ác quá trời luôn á. Con người ta, cha người ta chết rồi chiếm tài sản, rồi đi thương người ta làm cái gì du quan giáo quả, nó ăn cắp 8 triệu với 200 đô đặng cho nó ở tù hả? Trời ơi, bà đâu có dễ, cái gì cũng phải có luật pháp hết trơn á. Là 8 triệu 100 đô bà thưa cho nó ở tù lần, bà chiếm tài sản nữa. Rồi đã đời rồi, cái bà cái lúc mà 21 ngày có mình tin có người này người kia, rồi thay gì á mình ví dụ như giờ chưa anh mình chết tài sản là về của con Lon, thì giờ ngồi lại nói chuyện bây giờ mà cô ở nhà như vậy đó ha. Rồi mai mốt con Lon nó nói là để nó bán đất, rồi nó làm để nó cho một chút đỉnh để mua nhà, rồi nó cho vốn để làm ăn, mà bà không chịu, tại bà tham, bà với con của bà, gái của bà nó tham quá đi, đòi hết muốn chiếm hết nhà của người ta. Trời ơi, bà đâu có đâu dễ đâu nè, con Lon nè, bà có giấy tờ gì lộn lưng ở trong cái nhà đó không, chú Năm đồng hay điểm không? Con Lon nè, chú Năm á làm giấy tờ xanh cho nó từ năm 97, năm 92 tới giờ, hậu khẩu cũng có cái gì ở trong, năm đứa con nó ở trong cũng có trong hậu khẩu nữa. Bà đâu có cái giấy gì đòi lộn lưng ở trong cái nhà số 5 đầu hay điểm thôi, bà đòi dành chính nhà chính cửa của người ta. Trời ơi, đâu có dễ. Tôi nói cho bà biết gì đó nha, bà ăn ở làm sao cho có đức một chút. Ví dụ như bây giờ bà lỡ rồi, giờ bà nói bà gặp con Lon ha, bà điện thoại với con Lon á, Lon ơi bây giờ cô cũng khổ quá, cô cũng tính cái đầu cô tính không có suy nghĩ là con, cô thưa gửi con vậy đó, bây giờ con thông cảm cho cô đi, cô tha thứ cho cô đi, rồi con cũng cho cô chút đỉnh, giờ cô cũng khổ quá, thấy không? Như vậy đó mới được, chứ còn tôi nói thiệt bà ăn ở sao mà có đức một chút xíu, thấy không? Đừng có làm cái hành động như vậy nữa. Rồi tôi gửi gắm như cái con gì đó, con phọt xèo gì đó ha, phọt xèo gì đó ha, bà nè, tôi nói cho mày biết nè, mày á
hồi đó mày là mày lấy chồng ở bên Mỹ Quốc ở đâu, nước ngoài nước trong gì đó không biết đó, mày lấy mày đẻ cái thằng con trai của mày ha, rồi xong rồi cái mà không biết làm sao gian dở làm sao cái mày đi về là mày về đây mày gặp ông Bảy Báo ha, rồi mày giật chồng của người ta, mày giật chồng của người ta, rồi mày giật chồng của người ta xong rồi cái mày nói gì con gì con bùm bùm là con bùm bùm á là mẹ của nó, bà giật chồng của con người ta, bà giật chồng của người ta, rồi bà nói gì bà cho được, bà cho con bùm 10 triệu với cho tiền mua xe. Trời ơi, bà nghe bà nói tôi sao tôi mất cỡ giùm bà luôn á. Con bà còn không lo được, bà thằng con trai bà, con riêng của bà lo còn không được, bà nói bà cho con bùm bùm tiền để mua xe rồi cho tiền để ăn học. Trời ơi, nghe nói mất cỡ quá. Rồi vậy như vậy là còn tưởng sao. Bà suối con ông Bảy Báo á, suối ông Bảy Báo làm cái gì à, trừ từ con ta trong khi người ta có bầu gần đẻ rồi, bà suối coi chồng bà từ con bùm bùm rồi đã đời rồi, nói con bùm rồi cái ông Bảy Báo nói là con bùm bùm chết từ hồi nhỏ, không có bà ông không có đứa con này. Tôi nói thiệt với bà với ông Bảy Báo là con người á, không biết đầu óc chó hay đầu óc heo vậy mà không có biết suy nghĩ. Trời ơi, bà là người bà nó không có cái gì ở trong cái nhà quận, ở trong cái nhà đồng thì điểm hết trơn á, bà không có gì, không có quan hệ gì với chú Năm Vũ Linh hết trơn á. Bà là người dân, bà đòi giành tài sản nữa, bà mai bà chửi con Lon ngốt, bà chửi con Lon. Trời ơi, con người bà, tôi nói thiệt cái bà ăn ở có đạo đức một chút không, tôi mà đi nói thiệt bà, tôi mà đi kiếm nhà bà được á, tôi đi đứng trước cửa nhà bà tôi chửi cho nó sớm nghe người chút. Bình tĩnh lại đi, đừng có ở ác quá, có không? Bùm bùm nó đâu có tội dạ gì, bà chiếm chồng, bà giật chồng của người ta là mẹ của bùm bùm á. Bà không biết mắc cỡ, không có nhân phận gì trong nhà người ta chứ, bà không biết mắc cỡ hả? Gặp tôi chắc tôi mắc cỡ lắm, tôi đi ra đường, tôi phải đeo mấy cái khẩu trang mà tôi bịt mắt lại chứ. Chứ không sao tôi là tôi mắc cỡ lắm luôn, tôi mới nhắn bà vậy đó. Bà ăn ở có đứt một chút, cha bảy báo không vậy nữa. Mai giả bệnh, mốt giả bệnh để đi xin tiền của khán giả Mạnh Thường Quân xin đã rồi cái là rồi xong ăn xong rồi cái bắt đầu cái chửi người ta, chửi là chửi khán giả, con người gì mà không có lương tâm, mốt bà giả bệnh nữa không ai mà giúp đâu, bà ông Bảy Báo mà không có chết nữa, nói thiệt á, không ai là đốt ngay nhang nào đâu, tôi nói tôi gửi lời gì đó. Cô Hai nghĩ sao cái phiên tòa sắp tới ở thành phố Hồ Chí Minh này? Phiên tòa sắp tới này tôi nói thiệt á, tôi dám lấy danh dự của tôi, đi dám bảo đảm tôi lấy danh dự tôi ra. Kỳ này con Lon mà lần này đó là bà la tòa án thành phố xử đó là con Lon thắng kiện 100%. Còn bà Sáu Bào với con Phượng đó, sắp sửa đi vô Chí Hòa trả tiền hết BH của người ta 89 triệu gì đó, rồi tiền này tiền kia phải trả hết cho con Lon đi. Rồi còn tôi gửi con Nga hô á, con Nga mở đợi á, là tôi nhắn với con Lon vậy nè, kêu con Nga hô đó trả tấm hình của chú Năm lại đem về lại nhà cho mình á, trả lại tấm hình lại cho con Lon. Không, con Nga nó không có liên quan gì ở trong cái chú Năm hết trơn, không phải là bà con cô bác gì, nó là con người ở đợi mà nó không có quyền để mà thờ chú Năm được. Đem hình lại trả chú Năm, còn ăn cắp vàng dòng, ăn cắp chiếc cà rá của ổng là đem lại trả cho ổng đi ha, lại trả cho con Lon đi, đừng có làm hành động như vậy ha. Tôi nhắn con Lon á là phải đòi cái tấm hình của chú Năm mà nó đang thờ á, là đòi lại trả cho chú Năm, là đem lại nhà đồng thời điểm là đã đưa cho con Lon, chứ không có, nó không có quyền để mà thờ chú Năm, đừng có lấy hình ảnh của chú Năm ra mà thờ. À, thờ cúng lặng mà lấy tiền của Mạnh Thường Quân này kia đó, vàng dòng đồ của chú mày ăn cắp ăn trộm đồ này kia mày phải đem lại trả hết cho chú Năm. À, chiếc cà rá của chú Năm đó, chiếc cà rá mà chú Năm mà mỗi lần mà chú Năm đi diễn là hay đeo chiếc cà rá ngay cái ngón tay này nè đó, mày đem lại trả cho chú đi. Chiếc nhẫn đó là tao nhìn ra là tao biết cái chiếc nhẫn đó là của chú Năm liền á, mày đem trả cho chú Năm đi. Mày không trả nó thiệt mày á là mày bị quật á, nó thiệt mày á, mày làm ăn không có năng nổi đâu, mày đem tấm hình á của chú Năm mình lại trả cho chú Năm đi, mày đem lại mày đưa cho con Lon đi, mày không có được quyền mà thờ cúng chú Năm hết, nói gì đó nhắn mày vậy đó.
Còn ra tòa xử lần này nó là nó mày nó mày nghe nè, bà Sáu Bào với con Phượng đó, là thua 100% luôn, con Lon thắng kiện 100%. Con Lon thắng kiện 100%, tôi bảo đảm luôn, tôi bảo đảm tôi lấy vinh dự luôn. Chú Năm nói nè, con Lon thắng kiện mà chị Chi ơi, con Lon là con đẻ của em, là con ruột của em. Rồi chú Năm nói như đó thôi, khều hoài, nói hoài luôn. Rồi đó, như đó hết, nó nhắn vậy đó. Rồi cảm ơn cô Hai nha.